Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Bây giờ con khá là hồi hộp bởi vì là một lúc nữa thì con sẽ phải thuyết trình cho các short, nên là hiện tại thì con đang như kiểu thoát ra ngoài và con đang rất là hồi hộp, và con mong rằng là con sẽ thể hiện được tốt ở trong vòng A-level này. Máy bán nước ép từ đó. Bọn đã sắp tới lượt và bọn muốn và mong là bọn muốn của bọn con sẽ thành công và được sắp đóng nhất. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Mình rất là ngạc nhiên là tất cả các 9 nhóm đều có những bản thuyết trình rất là thú vị. Các bạn ý mặc dù là tuổi thì còn trẻ nhưng mà có những ý tưởng cực kỳ táo bạo, và thậm chí là còn biết cả lên kế hoạch về tài chính là một phần rất là khó mà kể cả người lớn cũng chưa chắc đã làm được. Mình thực sự ấn tượng với cái cuộc thi này bởi vì là nó cho phép các bạn ý không chỉ là thực hành cái kiến thức đã học ở trường mà còn cả những kiến thức mới về kinh doanh, về khởi nghiệp nữa. Mà mình cảm thấy là các bạn ý đều vận hành rất là trơn tru những cái kiến thức đấy vào thực tiễn, nên là chắc là cuộc thi này sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái trải nghiệm và cả kiến thức ý nghĩa, để sau này nếu các bạn ý có muốn khởi nghiệp chẳng hạn thì các bạn ý cũng sẽ tự tin hơn ấy. Đó là cái ý nghĩa rất lớn của cuộc thi.